ngoài Hiên thì cao khoảng 1m70, mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Dạ, em tên là Nguyễn Tuấn Dũng ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm nè. Ừ, cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên là rất là khó kiếm người yêu ạ. Và con trai thì cần sự dịu dàng. Chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc có lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao rồi kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lựa mày công an tít vào. Đúng rồi. Thế xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Sau lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Thôi nha, em mất đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nó nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà được tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đây nè. Dạ. Hả? Tin thì tùy theo cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rỉ ra như một đồng. Rồi. Nhớ nha. Bên bạn gái đã chia sẻ về bạn trai. Mình có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bậy. Có đây ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ cuối cùng là tính tình không hợp ạ. Quen ta đã là nó tính tình không hợp. Dạ đó là bên gái nói mà em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ không? Vâng. Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm thôi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn ấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Nhưng em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à. Xong em bảo chứ thôi em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bà con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra mà anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Thôi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Đúng. Giờ bạn ghê muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoài Hiên thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào hả em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị, chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Tới kìa. Kiếm chững hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè đâu mà 1m7 mà lùm tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Chút xíu rồi đòi 1m7 ai đo? Dạ máy đo. 1m7. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đạp làm như đẹp lắm vậy. Dạ không đẹp. Không đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Tin nữa cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Hói thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cọng gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chưa? Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì, tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí chi tiêu của tiệc đám cưới có sẵn mà sắp xếp nhanh vậy. Dạ của em chị. À có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp dạ. Xếp nó ra phải không? Dạ vâng. Hồi đó em đào chôn đâu chỉ con. Dạ ở dưới nhà em á. Dạ. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn à? Dạ vâng. Rồi tôi mới nghe luôn á. Mà không quan tâm tới truyện. Anh đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha. Hàng kia người cũng lạ. Xuống chưa? Xuống chưa? Xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? À? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nè hả? Vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á, trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Ép là trai quá. Qua gây khó khăn. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng lẽ dễ thương vậy chị phải ái em chứ. Mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, qua anh chê đàn gái coi. Chê có gì đâu chê. Trời. Welcome. Tao rồi. Chê đi. Sao mà con gái ai mà nhìn mà đẹp dữ. Rồi anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm, hiền đó, qua chỉ dập hồi ngồi rung bến á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích nó là gia trưởng, tính hay càm ràm. Anh này không có gia trưởng đâu, càm ràm chắc có đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ chút, được. Thơm lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy, nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên là em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à, là em... Dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái đôi dài ra. Mở luôn, dế ra luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi, đất không là chết rồi. Không được. Cái chân ta đàn ông, ta nó chai sạch. Anh lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Trời ơi. Coi lễ cho coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá để con hỏi con còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi, còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo kiệt của anh. Keo? Em không thích. Có keo không? Dạ không. Không. Hết rồi đúng không? Dạ. Vậy được rồi. Rồi, ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Dòm nè, đó. Giờ là đó, đẹp. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hất lên chị. Hất qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? Theo mình nghĩ ấy, thì hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình, của nhau ấy, thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy, thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là... Mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn. Lớn sao không được? Bởi vì tính ấy không có gì tự tin. Tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh đi. Anh em coi. Nói chung là anh thì cũng khó tính. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. Nó nổi nóng gì đó hay là đang buồn giận gì đó là chị hát lên, hát to lên vậy á, cho nên hết tức rồi xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào, thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào. Dạ. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó thấy chưa, chứ có gì mà. Em tức lên em có ném đồ luôn anh. Cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Nếu mà là thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? Nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền mặc dù á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen xong mới mượn chứ. Bắt tay gì Tường rồi không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. Ok. Đầu của Chí hả? Biết nói gì nữa. Gãi hoài. Thôi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. Đây. 1 2 3. Rồi, số phần 2. bạn. Thai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy, dễ thương ha, tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Ha, hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo với tôi. Dạ, dạ ba. Dạ. Để tặng hai bạn.